Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nói với đám đông rằng: Tôi nói thật với anh em, trong số phạm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gioan Tẩy giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy giả cho đến bây giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được cho đến ông Doan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri và nếu anh em muốn chấp nhận thì ông Doan chính là Elia người phải đến. Ai có tai thì nghe. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ông Doan tẩy giả khi ấy đang ở trong ngục tù đã sai các môn đệ đến phỏng vấn Chúa Giêsu rằng có phải ngài là đấng cứu thế không? Sau khi nghe câu trả lời của Đức Giêsu, môn đệ của ông Gioan về và nói với ông Gioan và sau này Đức Giêsu đã khen và so sánh ông Gioan với mọi người thì ông Gioan cao trọng hơn hết vì ông đã giúp dọn đường cho Chúa đến. Ông đã làm phép rửa cho mọi người, thống hối, chuẩn bị tâm hồn đón nhận đâng cứu thế. Nhưng nếu so sánh ông Gioan với những người ở trong nước trời thì ông Gioan lại là người nhỏ trong nước ấy. Vì trong nước ấy còn có những người cao trọng hơn ông. Tại sao vậy? Bởi vì phần thưởng dành cho những người ở trong nước trời thì rất là lớn lao, vì ở trong nước trời luôn có Chúa hiện diện. Sở dĩ Đức Giêsu khen ông Gian Tẩy giả về vai trò tiền hô của ông là vì ông đã thi hành cái vai trò dọn đường cho Chúa rất là hoàn hảo. Ông là người cao trọng hơn tất cả mọi người phàm từ trước tới nay vì ông được vinh dự dọn đường cho đấng cứu thế và khi ngài đến ông được vinh dự giới thiệu ngài cho mọi người quả vậy so với các ngôn sứ khác của thời kỳ ước thì ông John tẩy già cao trọng hơn các ngôn sứ trước kia vì ông đã giúp dọn đường cho đấng cứu thế vì ông đã được thấy chúa giêsu là đấng cứu thế cũng như ông đã thấy những việc Chúa Giêsu làm. Ông Gioan tẩy giả đã đi trước để dọn đường cho Chúa. Thưa anh chị em, thế nhưng người Do Thái lại cho rằng khi đấng cứu thế đến phải đáp ứng mọi mong mỏi của họ, phải là người có khả năng giải phóng họ, giải phóng đất nước họ khỏi cách đô hộ, khỏi ách đô hộ của đế quốc Roma. Vì thế mà họ đã khước từ ông Gioan, người được Chúa Chúa sai thế. Và họ cũng đã chối bỏ Chúa Giêsu, không chấp nhận tư cách thiên sai của Ngài. Chính vì thế mà Chúa Giêsu nói, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. Người ta chỉ có thể chiếm được nước trời bằng sức mạnh mà thôi. Sức mạnh đó Chính là việc chiến đấu với bản thân mình Sức mạnh đó Chính là chúng ta phải chiến thắng Những cám dỗ Mà thế gian đang cám dỗ chúng ta Thưa anh chị em Như thế ông Doan Thầy Giả là người Rất là quả cảm Không bao giờ lùi bước Và chịu thua trước sự giữ Ông đã can đảm để ngăn cản Vua Herode không được lấy vợ của người anh cùng cha khác mẹ với mình. Ông cũng đã từ bỏ mọi sự để sống đời nghèo khó và sám hối trong hoàng địa. Và ông cũng đã để cho người ta chặt đầu. Ông đã chấp nhận một cuộc đời của những người dọn đường cho chúa đến. Thưa anh chị em, người Kitô hữu chúng ta có một vai trò quan trọng là phải dọn đường cho Chúa hay nói khác hơn Kỳ tu hữu là người phải có trách nhiệm giới thiệu Chúa cho người khác Đấy là ơn gọi và đó cũng là sứ vụ của mỗi chúng ta Dĩ nhiên để có thể thi hành sứ vụ này Chúng ta phải nhận ra được cái ơn huệ Cao cả mà Chúa ban cho chúng ta Đó là ơn được làm con Chúa Đó là một ơn cao cả và đó cũng là niềm vui lớn trong cuộc đời mình. Chỉ khi nào chúng ta cảm nhận điều đó, chúng ta mới có thể can đảm để giới thiệu Chúa cho mọi người và dù có phải khó khăn trên con đường giới thiệu đó, dù có bị chống đối, dù có bị loại trừ thì cha thì chúng ta vẫn cứ làm vì đó là sứ vụ, vì đó là niềm vui, vì đó là ân huệ Chúa ban cho chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta biết chiến thắng chính mình, biết dùng sức mạnh của ơn Chúa để chiến đấu với chính mình. Nhờ thế chúng ta mới có thể vững bước trên con đường làm chứng cho Chúa, vững bước trên con đường giới thiệu Chúa cho anh chị em mình. Xin Chúa cho chúng ta sức mạnh của ân sủng ấy. Amen.